Kính thưa quý vị, cuộc thi chạy đường trường tại miền Bắc Cực, tin từ Bắc Cực. Cuộc thi chạy đường trường lạnh nhất trên thế giới là North Pole Marathon đã được tổ chức trong một thời tiết băng giá của từ 38 độ C. 46 đối thủ thi tài từ 20 quốc gia đã đặt họ chống lại với những yếu tố cùng cực cho cuộc đua nằm trên đỉnh đầu của trái đất. Cuộc thi tại căn cứ Russian Borneo thuộc miền Bắc Cực có tình trạng gần như hoàn hảo với những ngọn gió thấp và tuyết sáng lấp lánh. Và mặc dù được bắt đầu sau giờ nửa đêm, những người tham dự đã chạy trong ánh sáng của ban ngày. Trưởng ban tổ chức Richard Donovan cho biết, lộ trình rất vất vả, có những nơi đá cứng, nhưng cũng có những nơi mọi người phải bị lún trong nước lên tới đầu gối. Gary Thornton của Ái Nhĩ Lan đã về hàng đầu trong thời gian kỷ lục của 3 tiếng 49 phút 29 giây. Thầy giáo kim tây chạy bộ quốc tế đã dẫn đầu cuộc đua tiếp theo bởi Renaud Mitchell của Pháp, người hoàn tất lộ trình 40 phút sau đó. Fiona Oaks từ Anh Quốc thắng trong giải dành cho phụ nữ với 4 tiếng 53 phút 9 giây, vốn vừa đủ để đặt cho cô ở hạng 3, tính theo mức độ chung đánh bại hơn 40 người đàn ông trong cuộc chạy đua. Năm nay, phần nhiều những người tham dự đều hoàn tất lộ trình, mặc dù một số người cần đến hơn 10 giờ đồng hồ để đến mức cuối cùng.